trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cho ai ấy? Cho anh à? Anh Lanh. Cho nhưng mà chưa biết là cho ai cơ bác ạ. Ăn bữa cơm chứ. Thôi để ông khác ăn, anh em mình ăn với nhau nhiều rồi. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, trong khoảng thời gian này thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì hầu như là chưa có thước phim nào mà anh em thợ vào tiếp tục thực hiện hoàn thiện cái ngôi nhà cả. Đấy, do cái lý do mà nó phải nói là rất là đáng buồn cô bác ạ. Khi mà thời tiết ngày càng một kéo dài, mưa ngày một càng dài hơn thì cháu Lực chưa có thể là ghi hình quay những thước phim lại khi mà anh em thợ hoàn thiện cái ngôi nhà cả cô bác ạ. Hiện tại thì xi thì đang còn thiếu một chút và tấm lợp nữa, thêm sắt nữa. Sắt đợt này lấy vào thì cháu Lực sẽ để làm cái bàn nấu cơm, bàn thái của bác, cũng như là làm thêm một cái tấm ở trên cái phần cái bếp lò của bác. Cái phần bếp lò ấy thì hiện tại thì cháu Lực sẽ không có dùng gạch để mà xây bịt để cho nó hở ra nữa. Cháu Lực sẽ đan một cái tấm bằng sắt, xong rồi cháu Lực đổ bê tông cứng lại, rồi cháu Lực sẽ đặt lên trên. Đấy, rồi máy nữa như nào thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị đã cùng biết. Đấy, bây giờ thì trời thì cũng chiều rồi cô bác, thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu xem là tình hình của em Sử, là xem hôm nay là em ấy có ở nhà nó không cô bác. Đấy, những cái thước phim hôm trước thì cô bác cũng đã nắm gió được và lên thì em Sử hay và nói là nói như nào cô bác nhỉ, khi mà em Sử hay đi đâu làm những công việc gì ấy, thì đều không cầm điện thoại, thì thành ra là cháu Lực không có biết để mà điện cho em ấy được. Hôm nay thì sẽ lên và cũng sẽ quan sát xem là cháu Lực cũng đọc được ở trên bình luận, có một số bình luận nói rằng là bị thế này bị thế kia cô bác. Thì cái đấy thì cháu Lực chưa có thể chia sẻ vội lên được, cháu Lực sẽ ngầm quan sát xem là em Sử xem là bị như thế nào cô bác. Sợ rằng là sau này cháu Lực không có lên chia sẻ nữa thì đến lúc đấy thì ngày càng nặng lên, thì đến lúc đấy thì em Sử và em Hải cũng biết là phải xoay sở như thế nào cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video và theo dõi những cái biểu hiện của em Sử xem là có gì khác lạ không cô bác. Hay thời tiết thì phải nói là khá là lạnh cô bác ạ. Khi mà cháu Lực đi thì cháu Lực đã phải là mặc thêm cho mình là hai cái áo khoác rồi. Đấy, ở đây thì mấy cái cây này thì trước cháu Lực đã chia sẻ để cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết rồi. Mấy cái thanh này thì cháu Lực sẽ để ngang, xong là mấy nữa cháu Lực sẽ đập, sẽ đóng pro xuống. Ở đây thì những cái cây xong bọc này cưa ra thì nó sẽ hơi là sần xìu một chút cô bác. Nhưng mà cháu Lực cũng cho anh Vinh là dùng cái máy bèo bào lại thì nó rất là mịn màng rồi các bác. Cái cây sau mọc thì hầu như là bà con ở trên vùng cao này thì đều là dùng cái cây này để mà làm nhà cả. Cái cây này thì tuổi thọ nó được rất là lâu các bác. Cái cây này thì nó không có bị muối mọt là nhiều này các bác này. Nếu mà mình mang đi ngâm nước thì nó sẽ tuổi thọ nó được sẽ càng được lâu hơn. Có những cái ngôi sàn ở trên này thì được làm bởi những cái cây sau mọc này thì nó lên đến lên độ tuổi nó lên tận hàng trăm tuổi các bác, hàng trăm tuổi với cái ngôi nhà.
Đấy, lên trên nhà của bác ông cháu thì phải nói là sương mù bao quanh khá là nhiều các bác. Cái tầm nhìn của mình thì chỉ có được độ tầm là 10 mét thôi. Đấy, đến mùa này thì trâu bò mọi cái trên nhà của các em như này, cũng như là thôn của nhà sử nữa, thì phải là rất là chăm non, rất là kỹ càng các bác. Sợ là nó bị chết. Như nhà của sử thì trước kia mà cháu Lực cũng chưa có lên chia sẻ, cũng được em sử là nói với cháu Lực dẫn lại là nhà sử đã bị chết là hai con trâu rồi các bác. Hay cái thước phim hôm trước thì cô bác cũng đã theo dõi được là cháu Lực với lại em sử là láng cái phần ở trên nhà vệ sinh một chút, để mấy đứa cháu Lực sẽ đặt thêm một cái tách vào đấy. Đấy, còn là cái tách dưới kia là cái tách mà được bà Vương Kim Thanh cho. Thì hiện tại là cháu Lực tính là cái tiền kinh phí nhà của ba ông cháu thì vẫn còn dư ra một chút, cho nên là cháu Lực sẽ mua thêm một cái tách để cho ba ông cháu. Cái tách này thì vẫn còn là tận dụng lại để mà để đây cô bác nhá. Để đây để máy nước đến cái mùa mà không có nước cô bác thì mình còn dùng cái tách này để mà mình dự trữ được. Dự trữ được chứ mùa này thì đang còn nước khá là nhiều cho nên là vẫn còn tràn trệ thôi. Máy nước độ tầm tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì có vẻ là sắp ốm sao rồi các bác. Đến tầm tháng 3, tháng 4, tháng 5 ấy, nước này, cái nguồn nước ở trên nhà bao cháu thì sẽ cạn kiệt đi rất là nhiều, cho nên là mình phải dự trữ lại để mình có nước để mà nấu cơm. Ôi, Sử đang chuẩn bị đi đâu ấy? Đang chuẩn bị đi đâu ấy? Rồi, anh chào Sử nhé. Hôm nay đi cắt cỏ à? Rồi, áo vừa ngủ dậy à hay như nào ấy? Không à, làm gì ấy? Ở nhà thôi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Đi tận đâu cắt cỏ? Tận dưới kia. Ông có ở nhà không? Có à? Thế thì lấy hai bao nhá, để ông tí hai em mình cũng vác về nữa. Đi vào chào hỏi ông một chút cô bác, thăm ông một chút. Đấy, ở đây thì Sử cũng tận dụng lại xi về để mình láng lên để cô bác này. Ôi, đang có còn gì? Bạn này mình tớ còn này. Tớ vai á? Ồ, xin bao nọ. Lấy tớ uốn nọ. Dì em chép hôn đấy mà. Mấy ông thì hôm nay là đi chăn trâu này các bác này, cả em Sử nữa đi chăn trâu, em Hải thì đi học rồi vẫn còn chưa có về. Củi này thì được em Hải với lại được em Sử với lại ông là đi nhặt về các bác này. Cái này là nhặt ở ngay đây à Sử? Vâng. Làm thế nào? Ở nhà ba ông cháu thì có đến hơn mùa đông các bác này. Bây giờ thì em Sử là hôm nào trời nắng thì tranh thủ là đi lấy củi về đi dự trữ với Sử nhà. Vâng. Bóng điện này vẫn còn dùng tốt đâu? Có ạ. Dùng tốt à? Vâng. Không có bị hỏng nữa chứ? Vâng. Thế là cũng tiết kiệm được một chút rồi nhỉ? Vâng. Đấy, ở trên kia có xi này Sử. Chỗ nào mà nó bị ấy thì mang xi ra bịt đấy đây này. Đấy. Đấy Sử thì cũng mang biết là đây là Sử làm à? Ông làm. Ông làm à? Vâng. Đấy, ở trên kia xem này có xi ấy, chỗ nào mà thủng thì mang cái bịt lại. Đấy, ngôi nhà này thì làm xong thì mình cũng không gỡ được cả. Lấy cái mũ đội đi, có mũ không? Có nhưng mà tìm không được cái dao cắt cỏ. À, tìm không được dao cắt cỏ à? Cái liềm ấy không phải dao. Cái liềm. Mũ đó cắt phải tăng có mất chất thử. Đấy, có vẻ như là bây giờ đang mưa phùn thì cô bác không nhìn gió mấy. Nhưng mà ở đây là cô bác này. Những cái phần mái hiên thì nước mưa phải rớt xuống liên tục ấy. Cái mũ lại một chút cô bác ấy, để tránh trường hợp là ốm ấy. Hát xì là như kiểu sắp ốm luôn. Sử thì đi xuống cỏ rồi. Bây giờ thì cháu sẽ theo câu chân điện Sử là đi xuống với anh em đi hộ Sử lấy cỏ luôn. Và bây giờ đang cách xa em Sử thì cháu Lực cũng mới nói cháu Lực sẽ để ý em Sử một chút. Tại vì có một số bình luận cũng có nói với cháu Lực, cũng có comment và điện cho cháu Lực nói rất là nhiều cái phần này. Ở đây thì ba ông cháu cũng trồng được thêm rau cải này. Ồ. Đấy, lên là rau. Rau cải rất là tốt. Rau cải tốt Sử nhỉ? Vâng. Đấy, hôm trước lên thì có chút thôi mà bây giờ lên là rất là tốt này các bác này. Đấy, ở đây có mấy cây tốt nữa nhỉ? Đây mấy cây này thì mấy nữa lại lên tốt nhá. Để ý là đừng có giấm vào đấy. À, ở đây là gieo trên này nhiều xong là tỉa ra là trồng ở dưới kia. Không lấy liềm à? Không thấy đâu.
xong lại em ca ông để đâu. Ồ. Thế bây giờ thì mấy anh em lại phải tìm cái liềm đó. Chắc phải đi nhà tìm. Đi nhà tìm à? À thế đi tìm cái liềm đó nhá. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có cái này có tỉa tỉa ra một tí không? Có à? Tỉa ra à? Tỉa ra một chút để cho một tí nữa mấy ông cháu là sẽ nấu cơm. Nấu canh luôn, canh rau cải thì rất là ngọt này. Ở đây thì ba ông cháu là gieo ra bên này để tỉa đi chỗ khác để trồng với cô bác. Rau cải thì còn rất là non này. Ồ, bây giờ mưa quá lại buồn một tí xử nhỉ. Chứ không là nếu mà không mấy hôm nay không mưa là có thể là ngôi nhà có sửa là xong rồi đấy. Đấy nhưng mà còn sần sơn thì phải đợi là tường nó khô hết mọi cái thì mới dám mà sơn được cô bác ạ. Đây là ông gieo à? Vâng. Đấy, cái rau cải này thì chỉ thích hợp ở trên nhà của ba ông cháu sao cô bác ạ? Ngôi nhà rau cải này, thời tiết là rất là lạnh. Đến mùa đông thì hay trồng rau cải này à sư? Vâng. Rau cải này thì trước có mang đi bán bao giờ không? Có. Có à? Vâng. Em là người đi bán hay ông mang đi bán? Chưa bà đi bán. Hôm trước là bà đi bán à? Vâng. À. Bà xử là mới mất là được bây giờ được một năm mới xử nhỉ? Hơn một năm tí. Hơn một năm rồi nhỉ? Vâng. Bà là tháng mấy là mất? Tháng 7 rồi. Tháng 7 à? Tháng 7 thế bây giờ là tháng 12 rồi thì cũng được hơn một năm rồi cô bác. Xử thì vẫn nhớ mặt của bà gió nhỉ? Vâng. Bà thì được chôn cất ở tận đâu? Ở trên kia. Trên kia à? Vâng. Hay như thời gian đầu mà cháu được lên chia sẻ cái hoàn cảnh của ba ông cháu ấy thì đợt đấy là bà đã mất rồi. Bà là đợt đấy là mới mất được 6 tháng thôi cô bác ạ. Hay đi ra ngoài chợ thì nghe các bác ở chợ nói với cháu Lực rằng là bà của Sử ấy cô bác phải đi người ta lấy cái đầu ti giả ấy, cái nhựa nhựa ấy về để cho khuấy đường để cho Sử uống, à để cho em Hải uống. Đấy, mấy chốc mà Hải cũng lớn khôn rồi, lớn khôn thì bà lại không có ở cạnh hai anh em nữa. Bà lại đi sang bên thế giới bên kia rồi. Đêm thì mấy hôm nay em Hải ngủ cùng hay là em Hải ngủ với ông? Ngủ với ông thôi ạ. Ngủ với ông à? Vâng. Thì em Hải không ngủ cùng em à? Không. Không à? Ông ở Sử thì cũng biết uống tí rượu đấy nhỉ? Vâng. Có những lần cho Lực lên ghi hình đó là ông say rượu quá, ông nói rất là nhiều. Ai tỉa thế thôi. Thì xong một tí thôi, xong anh em mình còn phải đi lấy cỏ nữa. Vâng. Lấy cỏ như này thì mình để dành cho ngày mai hay là như nào? Để cho ngày mai ạ. Để cho ngày mai à? Vâng. Thì hôm nay là với ông là lúc đầu là đi chăn trỏ, đi chăn trâu à? Vâng. Lạnh như này chăn trâu thì liệu sợ trâu chết không đây? Không ạ. Không à? Chưa lạnh máy đâu. Vẫn đây là vẫn chưa lạnh máy á? Vâng. Máy nữa là còn lạnh hơn à? Máy nữa còn lạnh. Ủa. Thế đợt mà hai con trâu chết đấy thì bà vẫn ở chứ? Không, bà mất rồi. Lúc đấy là bà mất à? Vâng. Đây ở đây thì cháu Lực là tâm sự lại cái chuyện của ngày xưa của em Hải, em Sử một chút thôi các bác nhé, cũng
cháu Lực cũng không không nhắc nhiều tới cái quá khứ mà đau buồn của em Sử cả. Em Sử thì bây giờ cũng ngày một lớn lên rồi và suy nghĩ của em thì cũng ngày một đã chín chắn lên rồi, thì cũng mong sao là em Sử sau này biết nghĩ nhiều hơn, xong là biết chăm chỉ làm ăn để báo đáp công ơn của người ông, người bà và công ơn của các bác, cô chú, anh chị dành tặng cho mấy anh em. Đi cắt ở trên kia à? Thấy ở đây thì cũng được là ba ông cháu là gieo là một một vườn rau cải luôn. Hôm nọ thì có gieo ở đây là đố này cô bác này, nhưng mà bây giờ lại một đố lại hết rồi. Rau cải lên là rất là tốt rồi cô bác. Đấy, phải nói là những cái gì thì mình chăm sóc được thì nó mới tốt như vậy. Cái này cắt cho một tí có thái luôn không? Không ạ, Không à? mai mới thấy ạ. À. Ôi, có lấy một bao tải thôi à? Hai À, bao. hai cái rồi. Hải cứ hải xứ cắt ra nhá, xong rồi để anh buộc cho nhá. Có lấy buộc không? Không lấy bột ạ. Không lấy buộc à? Thì cứ cắt ra thì để anh gom để ra bên này. Đấy, máy nứa mà à, trên nhà ba ông cháu lại có. Đây không cần lấy buộc à? Không ạ. Cứ cắt đi nhá. Anh người chịu trách nhiệm mà lấy cho. Đấy, ở đây thì ba ông cháu trồng cả. Cái lá này là lá dông à, có phải không nhỉ? Cái lá này thì là lá dông để mà máy nữa mình gói bánh chưng các bác. Đấy. Bây giờ thì đến gần Tết rồi. Bây giờ là vào rơi vào tháng 11 âm rồi các bác. Còn độ vài tháng nữa thôi là đến tuyết Tết nguyên đán của Việt Nam rồi các bác. Đấy. Nếu mà như mà nhìn thấy cái lá dông này là xanh tươi tốt này là chuẩn bị là đến mùa Tết rồi. Cái này là cái để mình buộc buộc cái quả mạ đúng không? Phải không Sư? Cây này. Không biết ạ. Không biết à? Tại vì anh thấy ở trên này có rất là nhiều này. Ui ôi, con gì sao lại nhổ lông ở đây nhiều đấy? Sư. Có ai trộm gà đi không? Không biết. Đây này. Đây là như kiểu là dấu vết mà gà mà nó bị chết ở đây, nó phân hủy này. Còn là mối lông nó ở lại này. Xem là gà có bị mất không nhá. Vâng. Gà gà mất là mình phải cân nhắc cẩn thận rồi thì mình mới đi tìm hàng xóm nhá. Vâng. Chứ không là gà mà mình chết ở đâu mà mình đùng một cái mà mình đi tìm hàng xóm đùng đùng là không có được đâu. Cái quả này như kiểu quả chôm chôm ấy nhở. Đây này. Vâng. À đây này. Nhìn nhìn y xì giống quả chôm chôm của bác, nhưng mà không có phải là cỏ chôm chôm của bác này. Ở đây thì cũng là một cái lá thuốc của bác nào, mình bị sưng hay bị đau ấy thì mình mang cái này để mình đi đi mang cái lá này của bác này mang đi hơn lửa, xong là mình đắp vào. Cắt hết chỗ đấy luôn à? Hả? Đủ rồi. Đủ chưa? Cắt thế này chưa nhỉ? Vâng. Đấy. Ở đây thì đến cái mùa đến mùa đông này thì chỉ có cắt ít ít thôi các bác ạ. Cắt nhiều quá thì cỏ nó mọc không kịp ấy. Đấy, hai anh em mà mỗi người làm mà một vác bé bé đi. Đi cẩn thận là dám phải dâu dâu cải nhá. Vâng. Ôi trâu có vẻ, ôi trâu hôm nay no rồi nhỉ. Vâng.
Có chắc để cho cháu ăn đấy chứ. Vâng. Ôi. Đây. Có lấy thêm không? Thêm nhỉ? Thêm ít nữa nhỉ? Vâng. Thì từ từ để anh nhá. Anh để vào bao tải thôi. Nay là sáng nay là em với ông Thái à? Vâng. Em xử thì ở nhà đi. Cùng ông làm tất cả mọi công việc luôn cô bác ạ. Đến mùa này thì lạnh thì các em cũng chẳng đi đâu là nhiều cả, chứ cũng chỉ là quanh quẩn xung quanh ở nhà thôi. Thế hôm nào trời nắng lại phải đi lấy củi à? Vâng. Lấy củi như đợt này mình phải lấy củi củi cứng cứng kia nhỉ? Vâng. Thì nó mới đốt được lâu. Rồi. Cái khúc gỗ này ông mậu em cũng mang đi rừng lấy về đúng không? Vâng. Cái củi này thì nó sẽ đốt được lâu hơn, nó cứng. Nhưng mà cái thời tiết này mà mình mà đi mùa này mình mà đi lấy cái củi mà bằng tre các bác thì về nó cháy rất là nhanh, nhưng mà nó cũng tốn rất là nhanh các bác, tốn nhiều. Ôi. Tí nữa này anh cũng bạt vào sửa. Có cái loại áo này ấm nhỉ? Vâng. Áo này nó có cả mũ luôn, thành ra là đội được từ trên đầu xuống luôn. Gạo này anh nghĩ là sợ xử để đây là anh sợ bị mất đâu. Không ạ. Bây giờ có bao nhiêu bao đấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bao. Cái dơm này là đủ đến mùa đông không? Có ạ. Có à? Là qua đến mùa đông. Ôi, ai ngủ trên này ấy? À. Cái chỗ này là chỗ mà hai anh em mà ra đây để bắt wifi của bác này. Ném xuống mấy bó đấy. Ném xuống đi. Ba bó, ném xuống đi. Phải đến mùa đông thì cả người lẫn động vật đấy cô bác đều lạnh cả. Hình như nhà sử thì ở mấy nữa phải dùng bạt để quay lại đây một chút này. Có khi lạnh quá là phải còn mang cái chăn mà chăn cú mình không còn dùng ấy, để cho trâu mặc cái nào ấy. Hãy công việc buổi tối của em sử tới này là xong. Có thái luôn không? Hả? Thái luôn không hay là để mai mới thái? Tối là mai mới thái được. Tối là mai mới thái à? Vâng. Hả? Thời tiết thì bây giờ cũng khá là tối rồi, thì em sử sẽ để ngày mai mới thái. Đấy, bây giờ thì hiện tại là tầm 4 giờ rồi các bác này. Không biết là có phải 4 giờ không nhỉ? À, đúng rồi, 4 giờ 35. Mà nhìn như kiểu là 7 giờ ấy. Ôi, trên này có quả gì nhiều đấy sử. Cái quả đây ăn không ăn được đâu. Không ăn được á? Ăn được nhưng mà không dám ăn đâu. À. Quả đấy thì sử ăn được nhưng mà không biết nói cô bác, nó rất là chát. Quả lê nhỏ ấy. Ui. Tí thôi mà tóc mà nhìn như kiểu là tuyết đấy nhở. Vâng. Ồ, đi rồi. Đi về nhà sưởi ấm một tí cho nó ấm người tí. Vâng. Xong rồi thì anh cũng đi về thôi. Vâng. Thế là công việc tối nay là xong đúng không? Vâng. À. Cái áo bản em đấy nhở. Vâng. Hay cái áo này thì áo của mấy anh em ở trong tem này các bác này, thì cho Lực cũng để gửi lại và tặng cho em sử một cái luôn. Sử thì cũng rất là gìn giữ đó các bác. Hello. Ôi, Hải về rồi à? Lạnh không? Ồ, Hải thì vừa mới đi học về luôn này cô bác này. Anh ngồi sưởi ấm một chút này. Anh xin nhá. Ôi. Ui,
Sao Hải đi không mặc áo ấm hay sao ấy? Em vừa à, vừa ấy để à? Hải thì vừa mới đi học về tới nhà luôn cô bác. Tay thì vẫn còn đỏ lò, mình xem nào tay nào. Rồi, tay lạnh hết cả da rồi. Tay của Hải như kiểu to hơn tay, tay anh ấy nhở. Ta đấy đây, đây xem nào. Đây cô bác này, tay của Hải to, to hơn tay cháu Lực. Tay cháu Lực thì à, thuộc dạng là tay mà đốt to này, xong lại thân nhỏ, đốt to thân nhỏ. Đây. Ui, em xử đấy nhở. Đấy, sửa thì hôm nay lên thì thấy thấy các bạn hiểu là không có ghế để ngồi, cũng phải đi tìm ghế cho sửa. Đây là đang đun để rửa bát đúng không? Là gắm, rửa bát xong thì là gắm lượn. À, rửa bát xong là gắm lượn luôn nhỉ? Vâng. Chào mày. Em chào anh Lý Quế, chào anh Hiệu, chào Hải, xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hải thì đi học về thì chỉ có là sưởi ấm thôi các bác này, ngồi sưởi ấm một lúc thì làm yêu làm gì thì mới làm được. Ông thì còn phải đeo cho mình là những cái đôi ủng này. Cái nước này thì để là ba ông cháu là rửa bát luôn, xong là xé để mang tí là nấu cám lợn luôn. Ở đây thì mấy ông cháu là rửa qua cái nước ấm được một lần, một tí nó sẽ lại một tí lại tráng qua thêm một lần nữa các bác. À, rửa qua rồi thì mới để vào đây để tráng qua nước ấm. Vậy mèo kêu rồi. Ôi mèo này chửa rồi đúng không? Hả? Mèo này chửa đúng không? Ôi mèo này chửa rồi. Đấy, chửa chắc xỉu biết không? Nó có con này đúng không? Nó có con này. Để thôi. Có hai con nó gì đâu. Để đấy. Để hai con rồi. Hơi lớn à? À, thế là thế. Đâu ấy? Này. Đâu rồi? Đây này. Đấy, hiện tại thì nhà của ba ông cháu của bác còn là để nhiều đồ đạc một chút. Đâu anh ạ? À, ôi lớn rồi. Còn rồi. Một con nữa. Còn một con nữa à? Thế để lâu rồi nhỉ? Hải có thích mèo không? Có. Có à? Thế Sử có thích mèo không? Có. Hai anh em ai có thích mèo à? Anh à, đây này. Con này đây. Là con bé. Con này là con bé á? Thế có một con to hơn à? Vâng. Ấy. Một con là bé, một con đen hơn à? À. Có đặt tên cho nó không? Hả? À, ôi! Không có tên. Không có tên á? Đặt cho nó đi. Thì thích đặt tên nào thì mình chọn tên đấy. Tên như kiểu tên thành nó động vật một chút. Biết con nào con được con cái không? Biết con nào con được con cái không? Có. Có à? Thế con này là con được con cái? Con cái. Con cái à? Cái đẻ lâu rồi à? Lâu rồi. Đẻ được một tuần đấy nhỉ? Vâng. Ồ, thế mà mấy hôm mà chưa xuống nhà của ba cháu thành ra là có gì thay đổi cũng chưa có biết mấy. Đẻ thêm hai con mèo nữa. Hai anh em lại mỗi người chăm thêm một con nữa. Có định cho ai không? Có. Hả? Có. Cho ai ấy? Cho anh à? Anh anh Lanh. Đi cho nhưng mà chưa biết là cho ai cơ bác ạ. Anh ở dưới phòng trọ chật hẹp quá nên nhà là không có nuôi được thêm mèo. Ở dưới nhà anh thì vẫn có mèo mà. Cám lợn này là mình nấu là ngày mai mới cho ăn hay là tí cho ăn luôn? Mai ạ. Mai à? À? Là mình nấu để ngày mai đúng không? Vâng. Đó là hôm nay là mình chuẩn bị cho ngày mai thì mình chuẩn bị cho ngày kia đúng không? Vâng. À. Chứ không là ngày mai mình lại làm thêm việc khác đúng không? Vâng. Mai Hải lại mày dậy mấy giờ đi học? Chắc là 5 giờ. 5 giờ á? Vâng. 5 giờ đã dậy rồi. Vâng. Mấy hôm nay thì anh Sử không có đưa được đi học đâu nhỉ? Mấy hôm nay thì xe thì không có lấy được đi ra ngoài, trơn quá nhỉ? Vâng. Đấy như vừa rồi anh đi vào cũng rất là khó. Vâng. Một người đi thì vẫn được thôi, nhưng mà nếu mà mình đi bộ thì nhanh hơn đấy. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình ra đến điểm trường thì nó lại đi nó nhanh hơn. Vâng. Sáng đi học thì có bạn đi cùng không? Có. Có à? Có nhiều không? Có bao nhiêu người?
con nhà chú hai người. Nhà chú hai nhà người. Trên kia hai người. Hai người à, thế là thế ra thì cả Hải là 5 người. Đấy. Đấy, buổi sáng thì cũng Hải thì bây giờ cũng giống như là cái những cái hình ảnh thời xưa của cháu Đức đi học cô bác. Thời xưa thì đi học thì nếu mà không có ở bán chú ấy, mỗi lần đi học về thì đều là vác bộ đi cả đó các bác. Xe đạp thì cũng không có đạp từ dưới nhà của cháu Lực đi lên được, đi lên rất là dốc. Còn nếu mà xuống thì cũng sợ là khi nào mà nó tuột phanh ấy, thì nó đi xuống hổm luôn chứ. Nếu đi xuống hổm luôn đấy. Ui, thấy ướt hết mũ rồi. Tìm những cái mũ len này các bác gửi vào thì mình đội đi nhá. Và những cái đồ mà các bà gửi cho hai anh em ấy thì hai anh em phải là thay đổi thường xuyên, giặt rú xong là thay đổi liên tục nhá. Đấy. Hải nó đang ngồi gần cái bếp này thì không lạnh đâu. Ngồi mấy anh em sửa ấm một chút thì cũng sẽ di chuyển là lại tiếp tục là đi về các bác. Hôm nào trời nắng thì anh em mình lại tiếp tục là công việc là làm nhà nhá. Vâng. Mấy ông cháu ngồi canh quần cái bếp lửa này các bác này. Bây giờ mà nếu mà như trước ở nhà giáo lực hồi nhỏ ấy, các bác cũng ví như ở trên nhà của sử cũng thế thôi, cũng có gia đình thì cũng không có khá giả gì, nhưng mà rất may là giáo lực còn có bố có mẹ có ông có bà vẫn còn khỏe mạnh cả, có anh có em. Còn là như nhà của ba ông cháu thì đến thời điểm hiện tại thì ba ông cháu tự nương tựa nhau vào mà sống qua những cái qua hàng ngày và qua những cái mùa đông giá rét như vậy cô bác này. Ông thì hôm qua còn đi mua cái kiềng về nữa rồi. Kiềng thứ tới có một bạc hà gì? Mấy đứa mà làm ở nhà sông kia ấy, cái phần là nhà bếp khói đấy mình cũng vẫn có thể ngồi sưởi ấm được. Ui. Nhưng mà nó sẽ không có rộng rãi như này một chút, nó chỉ gọi là ngồi được tầm 3 đến 4 người thôi. Còn như cũng có một số bình luận ở trên kênh nói với cháu Lực rằng là người ở đâu thì đồ đạc phải ở đấy cô bác. Cũng đúng cả cô bác, người ở đâu thì đồ đạc mình phải ở trong đấy, nhưng mà nó cũng phải là tùy hoàn cảnh và tùy rơi vào những cái gì mình nó đang xảy ra. Thí dụ như ngôi nhà của ba ông cháu, ngôi nhà cũ hay ngôi nhà mới thì nó cũng ở gần nhau thôi, thành ra là ví dụ như nấu cám lợn hay là mọi cái thì mình có thể là làm ở nhà dưới được, thì lúc mà ăn cơm ấy thì mình lại lên trên nhà trên là ăn cơm xong là ngủ nghỉ ở trên đấy. Ở trên khu này thì hầu như là chưa có vụ nào trộm cắp đâu chứ? Không có đâu. Chưa có đâu à? Phải như nhà sử để bao thóc ở dưới kia này các bác này, cũng chưa từng thấy các có trộm cắp bao giờ cả. Cháu được chỉ sợ là khi mà gia đình của ba ông cháu có thêm đồ đạc thì người ta mới về rình mò thôi. Nhưng mà cái gì mình cũng phải là đừng có chủ quan. Mình không biết trước được là ngày mai nó chuyện gì nó xảy ra với mình cả. Ôi Hải đi áo đêm rách rồi. Đôi dép của Hải thì cũng đi được lâu phết nhỉ. Đôi dép của anh nữa. Đôi dép của anh thì hôm nay thì anh để mất ở nhà rồi. Nay thì anh đeo cái đôi mà cái đôi này thì nó không có trơn đấy. Đi nó rất là tốt, như kiểu nó thành hình dạng đi như kiểu ủng ấy. Thì Hải là có khi là ra kia ngồi bắt mạng wifi à hai anh em ấy? Bắt mạng à? Thằng nào anh thấy có cái giường, anh thấy có cái chăn với cái đệm ở đấy.
anh như sửa đây này, làm gì ông đây này, thêm mà những cái chỗ nào mà nhà cũ ấy, chỗ nào mà nó bị lúng quá ấy, thì lên trên đây xi đây cắt này, trộn vào, xúc vào đây, xoa xoa cho nó phẳng phẳng một chút. Sau ngồi một lúc nói chuyện thì cũng cảm thấy là người ấm ấm hơn hẳn các bác này. Ở trên vùng cao thì hầu như là nhà nào thì cũng không có cái bếp, cái bếp sưởi, cái bếp sưởi ấm cả các bác, cũng như là cái đèn là sưởi ấm ấy. Cái đèn là sưởi ấm ấy thì thật sự ra thì mua thì vẫn được thôi, nhưng mà mình dùng thì cái tiền điện của nó rất là cao các bác ạ, nó ăn rất là mạnh. Và cái đèn đấy thì cũng hay là kiểu là cũng rất là sợ nó bị chập cháy đấy các bác. Có những vụ thì cháu được đã nghe ở huyện là người ta trẻ con ấy, sưởi ấm cho trẻ con ấy, có khi không cẩn thận là nó cháy cháy cả cái ngôi nhà luôn, rất là nguy hiểm. Cái gì thì cái thì mình cũng phải là biết là mình để ý thì nó mới an toàn được. Anh còn tưởng là mèo nó vừa mới chửa đấy, hóa ra nó còn đẻ xong rồi. Tối ngủ thì có lạnh không hai anh em ấy? Không ạ. À, thôi bây giờ thì chắc là bọn anh cũng đi về thôi. Thôi mai thì anh em mình lại tiếp tục lên. Phải ăn bữa cơm chứ. Thôi để hôm khác ăn, anh em mình ăn với nhau nhiều rồi. Ở nhà thì hôm nọ là còn vẫn còn măng đúng không? Ngày mai thì anh em mình ăn một bữa cơm nhá. Nấu măng nhá. Tại hôm nay thì anh cũng lại bận đi về nhà có chút việc rồi, thành ra là không ăn cơm được à. Hải với Sử nữa nhá. Vậy. Hải nhá. Tôi ăn nhiều rồi, để hôm khác nhá. Còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và cảm ơn tất cả quý ông bà có chú ý chị đã theo dõi hết video. Và xin cảm ơn tất cả các bác anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Để đến ngày hôm nay bao cháu cũng sắp có một cái ngôi nhà khang trang đẹp nhất bản ở trên này rồi các bác. Còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Cháu Lực cũng xin được kết thúc video ở đây thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Ồ, bố lại rồi, bé ở gieo. Đi nó. Lăng quần này, lăng quần chị không ạ. Mai. Hả? Mai làm bữa cơm. Mai để mai á. Nhá, anh đi về đây, lăng bé gieo.